đến với channel YouTube của chị và hôm nay chị sẽ chia sẻ cho mọi người về quá trình mang thai cũng như là đời sống hiện tại của gia đình nhỏ của chị và mọi người đón xem nhé. Và sau đây thì chị sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà chị đã lọc ra trên Instagram mà mọi người đã hỏi chị về đời sống hiện tại của chị cũng như là quá trình mang thai bé sữa. Và chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên, đó là lúc chị mang thai bé sữa thì chị có bị nghén không ạ? Trộm vía là chi không bị nghén nhiều, từ khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng thì đến trên đầu ngón tay số lần nghén thì chưa đến khoảng tầm 10 lần thôi, nên là trộm vía năm nay là chi cũng không bị nghén. Và chúng ta cũng đến luôn với câu hỏi thứ hai nhá, đó là cảm xúc của chị Chi khi biết được mình có em bé ạ. Thì lúc đầu thì mình bị chậm kinh, sau đó thì bảo bố bé sữa và bố bé sữa đi mua que thử thai cho mình. Thì lúc ấy mình vào nhà vệ sinh thử, lúc đầu thì chỉ có lên một vạch thôi, thì mình cảm thấy đỡ lo hơn. Sau một lúc sau, khoảng tầm 30 giây sau, nó mới hiện lên vạch thứ hai. Và lúc đấy thì cảm xúc kiểu bị lẫn lộn ấy, một chút vui, một chút buồn, một chút lo lắng, một chút sợ nữa, tại vì không biết là nếu mà nói với bố mẹ thì sẽ như thế nào. Và câu hỏi thứ ba, đó là dấu hiệu khi biết mình có thai là như nào vậy ạ? Thì dấu hiệu khi biết mình có thai thì rất nhiều. Đó là đau bụng, hơi dâm dâm đau bụng dưới, cũng như kiểu đến hái, đau lưng này, ốm nghén này, chậm kinh này, và cũng còn mấy dấu hiệu khác mà chị không nhớ được. Nhưng mà dấu hiệu dễ nhận biết nhất đó là chậm kinh. Của chị là dấu hiệu chậm kinh là chị dễ biết nhất. Và sau đó là chị đi siêu âm. Đi siêu âm thì chị mới biết là có bé sữa, thì khoảng tầm 1 đến 2 tuần sau thì chị mới bị nghén khoảng 1-2 lần gì đó. Còn dấu hiệu thì của chị cũng không bị nhiều lắm đâu. Câu hỏi tiếp theo đó là chị có bị trầm cảm sau khi sinh bé ra không ạ? Thì câu trả lời của chị là không bị, vì bố bé sữa cũng rất là quan tâm đến mình ý. Nhưng mà chị chỉ cảm thấy là hơi bị thủ thân cũng như là dễ xúc động thôi. Vì những lúc mà bố bé sữa hay mắng này, với cả những lúc mà ở nhà một mình mà không có ai mà bé sữa khóc ý, chỉ có mỗi mình ý, thì dễ buồn, dễ thủ thân hay khóc thôi chứ không bị trầm cảm. Tiếp theo đó là sau khi sinh thì sàn được bao nhiêu kg ạ? Thì trước khi có bé sữa thì chị 41 kg, và trong quá trình mang thai thì chị lên được 14 kg, và đẻ xong thì chị giảm được 10 kg, và hiện tại chị đang 45 kg, và trước khi đẻ chị 55 kg á. Đó. Tiếp theo đó là chị có bị phù chân tay không ạ? Bị thì vào tháng mấy ạ? Thường thì bị phù chân tay thì khoảng vào cuối thai kỳ, nhưng mà cuối thai kỳ thì chị cũng không bị phù chân cũng như phù tay. Chị cảm thấy kiểu chị bị béo lên ý, và tay chị kiểu bị nó bị to ra một chút thôi, thế thôi, còn chị không bị phù. Và câu hỏi tiếp theo đó là để đau không chị có bị giãn ra không không chị đấy? Thì chị cảm thấy là để thì tất nhiên là đau rồi, kể cả để mổ hay để thường cũng thế. Chị cảm thấy là vào viện là đã thấy đau rồi ý, dù là cũng chưa biết mình sẽ phải làm gì, nhưng mà chị rất là sợ. Còn về vấn đề là chị có bị giãn ra không mong chị đấy ạ? Thì về vấn đề giãn ra thì cơ địa chị này bị có bị giãn. Chị bị giãn ở ngực này, bị giãn ở hai bên hông, mà cơ địa chị là kiểu bị giãn đỏ ấy, nên là nhìn nó kiểu rất là ghê, mà đến bây giờ chị vẫn chưa biết là nên dùng thuốc giãn nào để cho nó hết. Còn về vấn đề mà kiểu có bạn hỏi là có hết hay không, thì nó sau sinh nó chỉ mờ đi thôi chứ nó không hết được. Đấy nên chị rất là buồn. Bạn nào mà có biết thuốc giãn da nào chị giãn ok thì mọi người giới thiệu mình nhé. Và câu hỏi này đó là chị là mẹ ở tuổi 18 chị thấy như nào ạ? Thì chị cảm thấy là rất là vui và hạnh phúc vì có bé sữa, và nhưng mà cũng hơi một chút bỡ ngỡ vì chưa có kinh nghiệm chăm bé sữa nhiều. Nhưng mà chị cũng cố gắng lên mạng để tìm hiểu các kinh nghiệm để chăm bé sữa, nên là cũng không thấy có gì khó khăn cả. Theo đó là lúc còn sinh chị có lo lắng hay sợ gì không? Thì đây chị cảm thấy là rất nhiều bà mẹ lo lắng khi lúc còn sinh, và chị cũng không kém. Thì lúc còn sinh chị cảm thấy là kiểu sợ, không biết là đi đẻ có đau không, không biết đi đẻ sẽ như thế nào. Thì chị cũng đi hỏi tất cả các chị em mà đã mang bầu để hỏi một chút kinh nghiệm khi đi đẻ. Thì hỏi xem là không biết chị đi đẻ có dấu hiệu như thế nào, có đau không, chứ đi đẻ có dấu hiệu như thế nào, thì để cho mình đỡ sợ ấy. Nhưng mà hỏi xong thì vẫn cảm thấy sợ, vì chị cũng rất là sợ đau.
Nên là khi bước chân cái lúc mà gần đi để cái hôm mà gần đi để chị đã thấy kiểu lo lắng hơn sợ, không biết là lúc đi để sẽ như thế nào. Và câu hỏi tiếp theo nhé, khi sinh con quá sớm thì câu hỏi của chị là không, vì chị cảm thấy là có bì sữa là điều rất là hạnh phúc đối với chị rồi. Mình muốn thấy bụng chi mang bầu bể sữa. Ok mọi người, sau bao lâu chi giấu chiếc bụng bầu xinh xắn của chi thì hôm nay chị sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng. Chị sẽ để ảnh ở đây nhá, để ảnh ở đây nhá. Ok, và câu hỏi tiếp theo đó là chị chia sẻ chế độ ăn trong lúc mang thai đi ạ, để sau khi sinh lấy lại được vóc dáng. Thì câu hỏi này chị nghĩ là trong lúc mang thai thì mọi người nên bổ sung đầy đủ các chất để cho em bé hấp thụ cũng như là phát triển tốt nhất. Mọi người đừng có nên kiêng là kiểu ăn như thế này, ăn như thế nào để cho nó kiểu sau sinh lấy lại được vóc dáng tốt ấy. Thì chị nghĩ là hiện tại khi mang bầu thì cảm thấy là ăn gì để cho em bé tốt nhất và phát triển đầy đủ nhất, chứ không nên là kiêng khen là sau này lấy lại vóc dáng đâu. Tại vì sau khi mình để xong ấy, lúc đấy mình lấy lại vóc dáng cũng chưa muộn mà. Ok, và câu hỏi tiếp theo đó là kể cả quá trình đi sinh đi ạ. Ok mọi người, chị cũng rất là mong ngóng để kể cho mọi người quá trình đi sinh của mình, tại vì chị cảm thấy quá trình đi sinh của mình rất là thú vị mọi người. Nên là chị sẽ làm một cái video, riêng một cái video khác để kể về quá trình mang thai cho mọi người nhé. Và mọi người nhớ xem video của chị nhé. Và câu hỏi tiếp theo đó là mang bỉ sữa chị có kiêng hay cửa thì mang gì không ạ? Thì câu hỏi này là có kiêng những cái món đồ ăn mà không tốt cho em bé thì mình cũng vẫn phải kiêng các mọi người nhé, như là rau răm này, đu đủ xanh này và rất nhiều món ăn khác mà hiện tại chị đã không nhớ. Còn thèm ăn gì không ạ? Thì lúc đầu, thời gian đầu mấy tháng đầu thì chị thèm ăn chua, còn càng về sau thì chị lại thèm ăn ngọt. Và trong lúc bầu thì chị hay uống nước cam này, thèm ăn kem này, thèm ăn bánh ngọt các thứ, nói chung là nhiều ạ. Lúc đầu mình uống nước cam kiểu uống nước cam lắm ấy, kiểu bị háo nước ấy, chỉ uống nước cam thôi, không muốn ăn gì cả trong thời gian đầu ấy mọi người. Nên là chị còn định đặt tên này mới là cam cơ. Nhưng mà nghĩ lại đặt tên là sữa thì hay hơn. Và tiếp theo đó là chị để mổ hay để thường ạ? Thì chị để mổ, còn tại sao lại để mổ thì chị sẽ làm một cái video khác kể quá trình đi sinh cho mọi người, để mọi người biết vì sao mà chị để mổ mọi người nhé. Chị thấy lúc mang thai có vất vả không ạ? Thì lúc mang thai thì chị cảm thấy vất vả thì không vất vả lắm. Tại vì kiểu trong bụng mình đang mang thai một em bé nhỏ trong bụng nên là cảm thấy rất là vui, nên là không thấy vất vả gì cả. Khi mang thai thì những triệu chứng nào khó chịu nhất? Chị chỉ cảm thấy là triệu chứng khó chịu nhất là triệu chứng ốm nghén thôi. Còn những triệu chứng khác thì chị cũng không biết, vì chị cũng những triệu chứng của chị ít lắm ấy. Là triệu chứng ốm nghén là chị thấy khó chịu nhất, vì những lúc mà ăn cái gì đấy vào ấy thì thi thoảng ấy phải ăn cái gì đấy vào thì kiểu như kiểu bị trào ngược dạ dày ấy. Không biết là trào ngược dạ dày là ốm nghén, nhưng mà kiểu đồ ăn nó cứ bị đầy lên làm kiểu muốn nôn ra ấy, nên là cảm thấy khó chịu thôi. Nhất là ăn cơm thì sẽ rất khó chịu, còn ngoài ra thì không thể có triệu chứng nào cả. Và tiếp theo đó là câu hỏi là chồng chị sinh năm bao nhiêu vậy ạ? Thì chồng chị sinh năm 2002 là bằng tuổi chi nha. Còn bạn nào bảo chồng mình sinh năm 96 thì không phải đâu mọi người ạ. Tiếp theo thì là chị Chi ơi, khi mà mang bầu tháng thứ 7, tháng thứ 8 đấy, đi lại có khó khăn gì không? Thì trộm phía là chị mang bầu rất là gọn ấy, nên là cũng không thấy vướng víu gì. Từ tháng thứ 7, tháng thứ 8 là không thấy vướng víu, chỉ là đi ngủ ấy, thi thoảng thì mỏi người nằm ngủ ấy, là bác sĩ khuyên là nên là nằm nghiêng sang bên trái là tốt nhất. Nhưng mà kiểu nhiều khi mỏi ấy, nằm ngửa thì hơi khó thở thôi, chứ không có khó khăn gì cả. Đó là toàn bộ những câu hỏi mà chị đã lọc ra hay nhất để trả lời cho mọi người rồi. Và sau đây thì chị tạm dừng clip tại đây nha. Và mọi người hãy nhớ
follow cũng như là like, subscribe kênh của Chi để đón xem những clip tiếp theo nhé. Và mọi người nhớ follow để xem clip Chi chuẩn bị ra mắt, đó là clip quá trình đi đẻ của Chi nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.